Tiếp chấp 312-313 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Hứa Thất An lúc này nhìn về phía Hoài Khánh cùng Lâm An nói, ta hỏi xong rồi, hai vị điện hạ còn gì muốn bổ sung không? Lâm An phối hợp lắc đầu, Hoài Khánh thì một bộ dạng tâm sự nặng nề không muốn trả lời. Hứa Thất An đang định rút lui, tiếp tục đi thăm dò ngự dược phòng. Dung Ma Ma bỗng nhiên nói, vị đại nhân này, lão nô có một câu muốn nói với người. Nói xong dung ma ma liền dẫn hứa thất an đi về hướng bên kia. Sau đó lão nhìn qua bóng lưng hoài khánh đã đi xa, rồi thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía hứa thất an. Ngữ trọng tâm trường nói, vị đại nhân này, nội uyển thâm cung, chuyện không giấu được quá nhiều, chỉ cần một chân cấm vào, sẽ lún sâu xuống. Hứa thất an chấp tay tán thán nói, dung ma ma, ta nói là bà không đơn giản, bà giống như đom đóm trong đêm tối, tóc bác của bà, đôi môi trên mặt bà, cái bụng to, đều làm ta kinh diễm. Lão mama chậm rãi nằm trở lại trên ghế ca ngợi, đại nhân nói chuyện nghe hay thật, còn không phải thấy người đẹp trai mới nói mấy lời này với người. Nói thế là xong, lão mama nhắm tịp mắt cứ lắc lắc cái ghế một buổi trời, hứa Thất An chờ đợi một buổi trời thấy lão không nói thêm gì nữa thì cũng hạn hán lời. Cậu cũng không đi mà kinh ngạc hỏi lại, hết rồi. Lão mama lắc đầu bảo, điều lão nô no biết cũng không nhiều, chuyện trong nội uyển thâm cung không nên biết thì không biết. Nghe vậy hứa thất an cười một tiếng rồi oán trách trong bụng, he, bà già này, lãng phí tình cảm của ta, ta còn tưởng bà biết chuyện gì chứ. Sau đó cậu đi ra giải các viện tử, váy đỏ tiên diễm vẫn còn chờ tại bên ngoài, nhưng không thấy thân ảnh hoài khánh đâu, cậu liền tò mò hỏi, trưởng công chúa đâu. Lâm An nghe xong lập tức không vui, nàng trợn mày quát, mở miệng khép miệng chính là hoài khánh, quên mình là người của ai rồi sao, bổn cung chờ ở đây. Ngươi xem như không thấy. Hứa thất an bộ mặt vui vẻ nói nhỏ vào tai Lâm An, ý ta là, cuối cũng trưởng công chúa cùng đi rồi. Không ai quấy rầy chúng ta ở riêng nữa. Lâm An nghe vậy khuôn mặt liền trở nên ửng đỏ. Nàng trột dạ liếc nhìn tiểu công công cách đó không xa. Nhỏ giọng nói, cầu nô tài. Không cho phép ăn nói với bổn cung như vậy. Hứa thất an một cái kiểu câu đổi thành áo ngoài. Lại cầm tới Lâm An công chúa trước mặt nói, điện hạ quá khiêm tốn điện hạ như ánh sáng trong màn đêm, trói sáng như vậy, mặt trời không thể che đậy ánh sáng của người. Lâm An nghe xong liền trở nên vui sướng, nhưng lại quẫn bách. Nàng có chút bất đắc dĩ nghĩ, thời gian lâu rồi, ta phát hiện người đàn ông này mình vốn không điều khiển được. Bề mặt hắn khiêm tốn cung kính, thật ra lúc ở riêng, mình luôn ở thế hạ phong. Nghĩ tới đây, cầm Lâm An ngóc lên đường cong Mỹ diệu chất vấn, lúc Hoài Khánh ở đây sao không nói mấy lời này. Hứa thất an nhủ lòng, Điên rồi sao? Loại lời này sao có thể ở trước mặt hai người cùng nói chứ? Cậu quay sang chỗ khác đổi chủ đề, trưởng công chúa đi đâu rồi? Lâm An tức giận bảo, sao bổn cung biết? Lúc này ở Linh Bảo Quan, đàn hương lượn lờ tĩnh thất bên trong. Hai cái nữ tử thân phận địa vị không giống bình thường ngồi đối diện uống trà. Ánh nắng xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ. Tại mặt đất ném xuống chỉnh tề khối lập phương quầng sáng. trùm sáng bên trong bụi cháo di động. Lạc Ngọc Hằng ngồi ở lưng dựa vào đạo chữ bồ đoàn bên trên một tay kéo bụi bặm, một tay nâng chén trà, uống một ngụm, hưởng thụ nheo lại đôi mắt đẹp, nổi bật ra cuốn vỉnh lên nồng đậm lông mi. Lạc Ngọc Hằng cảm khái nói, trà nam quý chồng, khác với loại thường, nếu mỗi ngày đều có thể uống một ấm, thần tiên ta cũng không làm. Ngồi đối diện Lạc Ngọc Hằng là một nữ tử mặc váy dày màu xanh phức tạp, mang theo đồ hoa mỹ trang sức, lụa mỏng che mặt nữ tử, nàng thanh âm mềm mại đáng yêu. Tràn ngập thành thục nữ tính từ tính nói, trà này ba năm chỉ có ba cân phân nửa đều cống vào cung trong tay ta cũng không có bao nhiêu nàng vén lên lụa mỏng nhấp một miếng ngược lại hỏi gần đây kinh thành có chuyện thú vị gì không lạc ngọc hằng rót trà bất đắc dĩ nói chiều đường tranh đấu cô không có hứng thú nhưng chuyện kinh tâm động phách ngẫm vị chẳng phải là cái này sao còn về vụ án từ vụ án thuế ngân đến vụ án tăng bạc cô nghe qua nghe lấy mấy lần chỗ này là kinh thành làm gì có nhiều vụ án như vậy kể cho cô nghe chứ. Nữ tử che mặt mặt mày cong một chút, nàng tựa hồ tại cười nói, vụ án Phúc Phi chẳng phải còn chưa kết sao. Lạc Ngọc Hằng chậm rãi nói, vụ án này vẫn là đồng la đó phụ trách điều tra, tình hình cụ thể ta không rõ, dù sao là chuyện nhà hoàng đế. Nếu cô có hứng thú, có thể tìm Hoài Khánh hỏi thử. Nghe vậy nữ tử lắc đầu bảo, bỏ đi, không thích chơi với người của hoàng thất. Trần nàng có chút tức giận nói tiếp, đồng la đó ta gặp qua hai lần hơi đáng ghét lạc ngọc hằng sững sờ hỏi cô gặp qua hắn nữ tử che mặt ừ một tiếng xanh biết ngón tay ngọc dính lấy nước trà tại trên bàn trà họa ra một cái đầu heo uốn lên mặt mày hừ hừ một tiếng nàng bực mình bảo nhặt túi thơm của ta đi không chịu trả lạc ngọc hằng gật gật đầu theo chủ đề nói người này không tầm thường rất được ngụy uyên xem trọng đốc sức bồi dưỡng ngày sau Đại Phụng lại có một vị võ giả cao phẩm, tiền đồ vô lượng. Lụa mỏng phía dưới, nàng bĩu môi không lắm để ý nói, cao hơn nữa thì có thể cao đến đâu chứ. Có chân Bắc Vương ở đây, võ phu của Đại Phụng vốn không ngẩng đầu lên được, hắn chỉ là một đồng la mà thôi. Nữ tử che mặt ánh mắt sắc bén lại nói, ta rất xem trọng năng lực phá án của hắn. Nhiều vụ án lớn như vậy, bắp bênh lên xuống, quá trình thú vị. Lạc Ngọc Hằng đưa lên tách trà nói, hắn, nhưng chưa kịp nói thành câu thì gương mặt nàng bỗng nhiên nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ ửng tách trà cứ thế rơi ra khỏi tay mà đổ xuống bàn nàng cả người đổ gục xuống thấp giọng bảo nam quý cô về trước đi nữ tử che mặt nhìn nàng một cái rồi khẽ gật đầu đứng dậy rời đi đi ra tới cửa nữ tử bỗng quay đầu bất đắc dĩ nói thật sự không được thì theo nguyên cảnh đế đi hoặc là tìm một người đàn ông cũng được mỗi tháng tá hỏa thiêu người tôi thật sự sợ cô biến thành một dâm phụ Lạc Ngọc Hằng không để ý tới nàng. Chân mày nhíu càng chặt. Lạc Ngọc Hằng phun ra một ngụm khí tức nóng rực. Nàng chống đỡ bàn trà đứng dậy. lảo đảo nghiêng ngã rời đi tĩnh thất. Sau đó tìm đến ao nước nhỏ ở hậu viện. Rồi lập tức hạ người xuống ngâm mình. Trong khoảng khắc Lạc Ngọc Hằng ngâm mình xuống nước. Mặt ao liền trở nên soạt soạt liên thanh. Sau đó kết thành một mảng băng cứng. Hàn lưu cũng theo đó mà lan tràn đến xung quanh giả sơn cùng đình nghỉ mát. Lại qua một khắc đồng hồ, ao nước đóng băng cũng dần dần hòa tan. Lạc Ngọc Hằng gương mặt đỏ hồng như túy, tựa hồ mới vừa trải qua một phen mây mưa, nàng giờ đây mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đột nhiên một tiếng meo truyền đến, quýt mèo dáng người mạnh mẽ nhảy lên giả sơn phía sau Lạc Ngọc Hằng, nhu thuận ngồi xổm ở nơi đó. Quýt mèo miệng nói tiếng người, truyền ra ôn hòa tăng thương thanh âm, tà hỏa phần thân sẽ thiêu hủy đạo căn. Lạc Ngọc Hằng, cô nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba năm. Lạc Ngọc hằng phao tại bên trong nước, nàng ngồi dậy hỏi, "Sư huynh sao huynh đến rồi?" Quýt Mèo mặt nghiêm túc chậm rãi nói, "Chỉ một con đường cho cô. Thoát hai hoàn của Tư Thiên dám có thể làm giảm triệu chứng của cô, bây giờ là dục, tiếp theo còn có tham chân si hận, có cái để cô chịu." Nói đến đây đạo trưởng Kim Liên ngẩng mặt nhìn lên cao mà thở dài, "Hai, trong đạo môn Tam Tông, chỉ có Thiên Tông không chịu Hồng Trần liên lụy, có lẽ ý niệm của Thiên Tông mới là đúng." Lạc Ngọc Hằng mở to mắt cười lạnh nói, thiên tông tuyệt tình tuyệt nghĩa, đồng hóa thiên địa, không có bi hỉ, không có ái hận, cho dù vũ hóa thành tiên, cũng sẽ mất đi chính mình. Đây là tà đạo. Dừng một chút, nàng cao mày nói, sao ta có thể không biết thoát thai hoàn có thể làm hoãn triệu chứng, nhưng dám chính trước giờ không thích nhân tông ta, đương nhiên sẽ không tặng đàn. Quýt mèo một lần nữa chậm rãi nói, hứa thất an dùng qua thoát thai hoàn, hiệu quả của thuốc còn chưa tan đi lấy một chén tinh huyết của hắn làm thuốc dẫn, luyện thành đan hoàn tuy không bằng thoát thai hoàn, nhưng cũng có thể giải chuyện gấp trước mắt. Dừng lại một chút, lão nhìn xuống Lạc Ngọc Hằng nhấn mạnh, hắn ít nhiều sẽ nể mặt bần đạo. Lạc Ngọc Hằng nghe thế trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nàng rũ mặt xuống phiền lòng nói, ông lo bản thân ông đi, một tia ma tính do ông phân hóa ra chiếm phần lớn sức mạnh của ông. Chỉ dựa vào tàn hồn bây giờ, muốn tiêu diệt ma e là si tâm vọng tưởng. Quýt mèo không quan tâm mà cười ha hà nói, lúc đó, còn cần sư muội ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, chờ đến ngày ta có lòng tin phục ma, những người có mảnh vỡ địa thư chắc cũng đã trưởng thành. Sư muội chỉ cần ở bên cạnh áp trận là được. Nghe thế lạc ngọc hằng nhíu nhíu mày một cái. Nàng khẽ nắm chặt lòng bàn tay nói, chắc sư huynh biết, trừ phi bước vào nhất phẩm, nếu không với trạng thái của ta, nếu bị nhân quả bổ vây, chỉ có con đường chết. Quýt mèo nâng lên móng vuốt bảo, cho nên. Tiếp theo ta sẽ giúp sư muội bước vào nhất phẩm. Nghe thế đôi mắt xinh đẹp của Lạc Ngọc Hằng trở nên rực sáng, khuôn mặt nàng cũng trở nên ửng đỏ, miệng không nói lên lời nào. Quýt mèo dùng móng vuốt sờ lấy bộ dâu đề nghị sao sư muội không song tu với nguyên cảnh đế. Nói đến đây lão chợt như nhớ ra một chuyện gì đó liền mở bừng mắt sững sờ. Lạc Ngọc Hằng lắc đầu nói, khí vận của hắn không đủ. Quýt mèo đặt móng vuốt xuống chậm rãi gật đầu cho nên muội chỉ có thể mượn khí vận của hắn áp chế nghiệp hỏa, lại không tiến thêm bước nữa. Sau đó thì sao? Chắc là sư muội có kế hoạch phía sau phải không? Lạc Ngọc Hằng đôi mắt đẹp gần giọng bảo, chờ tân quân lên ngôi. Quýt mèo giật mình, đột nhiên nhíu mày nói, với quốc lực ngày càng suy thoái như đại phụng hiện nay, sẽ chỉ một đời không bằng một đời. Mà trong con cháu của nguyên cảnh đế cũng không có chủ trung hưng, điểm này muội rõ hơn ta. Lạc Ngọc Hành cười cười bảo, trung hưng không nhất định phải dựa vào quân vương có ngụy uyên tại vị tướng bù và của đế quốc chỉ cần sau khi nguyên cảnh đế băng hà hắn có thể nắm giữ thanh tẩy quản lý tân quân đế quốc sẽ được dọn sạch ngày càng phát triển quýt mèo đầu tiên là gật gật đầu cho nên muội tính chờ sau khi quốc lực hồi phục mới song tu với tân quân nhưng tiếp theo lão lại lắc đầu nói chuyện này không vội nguyên nhân quốc lực suy thoái không đơn giản phía sau dinh líu quá lớn có những chi tiết nghĩ kỹ sẽ thấy đáng sợ. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày bảo, nói về việc bố cục sâu xa. Sư huynh không thua gì Ngụy Uyên. Quýt mèo khẽ nâng lên móng vuốt khiêm tốn nói. Bần đạo cũng là suy đoán. Chuyện còn chưa rõ. Chợt lão lại nhớ ra một chuyện liền nói bổ sung. Đúng rồi. Lý Diệu chân sắp đến kinh thành rồi. Lạc Ngọc Hằng hai mắt nhắm tịt buồn bực bảo. Huynh gọi số bốn về là được. Hắn thân là đệ tử nhân tộc. Ứng ừ phó với một thánh nữ thiên tông là chức trách của hắn. Quýt mèo có chút ngập ngừng nói, cái này, họ đều là thành viên thiên địa hội, để họ tự tương tàn nhau không tốt. Lạc Ngọc Hằng không quan tâm mà bơ lão đi, lão theo thói quen của một con mèo mà liếm chân một cái, âm thầm nghĩ, bỏ đi, đến lúc đó đẩy hứa thất an ra hỏa hoãn. Lúc này ở phía ngự dược phòng, lão thái giám quản sự theo giá sách bên trong tìm kiếm ra một quyển sổ ghi chép đưa đến cho đến cho hứa thất an. Kèm theo thanh âm lanh lành, ghi chép thu chi của ngự dược phòng 5 năm xóa một lần. Đại nhân nếu đến muộn thêm mấy năm nữa, sẽ không trả được nữa. Hứa thất an một tay chống cầm, tay còn lại lật ra một bên quyển sổ nghiêm túc nhẩm đọc, trong số này ghi lại thu chi toàn bộ đan dược của ngự dược phòng 32 năm nguyên cảnh. Theo như thương thế của Huỳnh Tiểu Nhu, đan dược có thể cứu cô ta đến trên đầu ngón tay, cho nên tìm nó cũng rất dễ. Xem qua một hồi chợt cậu thấy có gì không đúng liền buộc miệng hốt lên, lạ thật. 32 năm nguyên cảnh, Tư Thiên Giám và Linh Bảo Quan tổng cộng đưa đến 364 loại đan dược. Tổng cộng 789 chai, trong đó đan dược cấp 1 chỉ có 3 loại, phân biệt ở nguyên cảnh năm 32, 33, 36, bị bệ hạ thưởng cho ngoại thần. Hứa Thất An khép lại cuốn sổ nói với Lâm An, không tìm thấy người xin đan dược của Huỳnh Tiểu Nhu. Nghe vậy Lâm An thông minh suy nghĩ hồi lâu rồi nói, đan dược không phải đến từ ngự dược phòng. Hứa Thất An lắc đầu, nhìn cả đại phụng, người có thể luyện chế đan dược chỉ có linh bảo quan và tư thiên giám vậy thì đan dược chắc chắn đến từ hai nơi này một cung nữ như huỳnh tiểu nhu nếu sau lưng không có người cứu cô ta chắc chắn sẽ chết nhưng trong hậu cung ai có thể không qua ngự dược phòng đưa tay hỏi tư thiên giám và linh bảo quan muốn đan dược hứa thất an nghĩ đến một cái khả năng đáp án chỉ có một nguyên cảnh đế nhưng sau đó cậu lại thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ này không thể nào là hắn cả hoàng cung đều là của hắn. Ngự dược phòng là cơ cấu lấy đan dược của hắn. Hắn không lý nào vòng qua ngự thư phòng. Hứa thất an liếc nhìn lại tiểu công công ra lệnh, tiểu công công, ngươi giúp bổn quan một việc, đi tra thử một cung nữ tên Hà Nhi. Tiểu công công liền dạ đáp thuận theo rời đi. Tiếp đó hứa thất an lấy ra quyển sách ma pháp nhỏ các đại nho đã tặng cho mình, rồi xé ra một trang đốt đi. Sau đó cậu sử dụng thuật vọng khí nhìn lão thái giám quản sự, Lúc này mắt bên trong cậu bắn ra hai đạo thanh quang trong vắt, tiếp theo chậm rãi thu liễm. Hứa Thất An bất động thanh sắc nhìn lão thái giám hỏi, bổn quan phát hiện sổ sách có vấn đề, công công phải cho ta một lời giải thích. Lão thái giám thản nhiên nói, đại nhân mời nói. Hứa Thất An liền hỏi, nguyên cảnh năm 32, chắc là mỗi năm đều có đan dược vào kho phải không? Lão thái giám lắc đầu, cái này, cách bốn năm, ta cũng nhớ không rõ nữa rồi. Không có nói láo. Cậu tiếp tục hỏi Lúc kiểm tra sổ sách, bổn quan phát hiện chi ra vào ngày 10 tháng 2 năm đó và ngày 20 tháng 2 ghi chép là trống. Mấy ngày này không có đan dược đưa đến. Lão thái giám vẫn lắc đầu, vẻ mặt đau khổ đáp, bẩm đại nhân. Cái này ta cũng quên rồi. Hứa thất an ánh mắt sắc bé nghĩ, vẫn là không nói dối. Một lão thái giám, không đến mức có pháp khí chặn khí số, lớn tuổi không dùng được nữa. Cậu nhìn lại quyền sổ sách trên bàn rồi phân phó nói, cho ta ghi chép xuất nhập của ngự dược phòng trong năm ngày nay. Ta sẽ sắp xếp người hỗ trợ. Lâm An tiến đến hứa thất an bên tai thấp giọng hỏi, ngươi nghi ngờ có người hủy số sách. Hứa thất an gật đầu nói lên những gì mình thấy, lúc thái giám tìm được sổ sách. Trên bìa có vết bụi rõ rệt, trên đó có mấy ấn tay. Ấn ký là mới, ta dám chắc, chưa đến năm ngày. Nghe xong Lâm An liền tán dương một tiếng, lợi hại. Đúng lúc này tiểu công công quay lại báo cáo, hứa đại nhân, nhưng khi nhìn sang thấy lão thái giám ở đây hắn liền dừng lại. Thấy vậy Hứa Thất An liền đem lão thái giám đuổi đi, ngươi lui xuống trước đi. Tiểu công công vẫn là không nói, thận trọng nhìn một chút Lâm An. Lâm An thấy thái độ của hắn như vậy liền nổi giận, nàng lông mày thoáng cái bay bổng lên quát, bổn công chúa cũng không thể nghe sao? Hứa Thất An khoát tay bảo, ngươi nói đi. Tiểu công công nuốt nước miếng một cái, ấp ủ mấy giây rồi mới nhỏ giọng nói, Hà Nhi là người trong điện hoàng hậu nương nương. Nghe xong bầu không khí trong ngự dược phòng liền trở nên tĩnh mịch. Hứa Thất An liền nhớ đến biểu cảm kỳ lạ của Hoài Khánh, trả trách Hoài Khánh nghe thấy tên của Hà Nhi. Cảm xúc đã trở nên rất kỳ lạ. Có nghĩa là lúc trước người cứu Huỳnh tiểu Nhu là hoàng hậu nương nương. Mà trong vụ án này bà ta làm một nhân vật mưu sát phi tử, vu khống tiên phong của thái tử, hoàng hậu gặp phiền phức rồi. Lúc này Hứa Thất An nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của Lâm An, nàng nghiến răng cắn lợi đi ra ngoài bảo ta đi tìm phụ hoàng. Hứa thất an vội vàng níu tay nàng lại trấn an nói, điện hạ, bây giờ đưa ra kết luận còn quá sớm. Lâm An hất tay hứa thất an ra, nàng trợn mắt nhìn lại cậu quát, chuyện này chẳng phải rất rõ sao. Hà Nhi là người của Hoàng hậu. Huỳnh Tiểu Nhu từng chịu qua đại ân của Hoàng hậu. Hoàng hậu luôn muốn hại thái tử ca ca của ta, để con trai bà ta kế thừa vị trí thái tử. Động cơ chẳng phải cũng rất đầy đủ sao. Quát xong rồi nàng lại chuyển sang trách móng. Bây giờ ngươi ngăn cản ta, có phải trong lòng còn hoài Khánh không? Nghe đến vấn đề nhạy cảm này, Hứa Thất An và Mồ Hôi nhìn lại tiểu công công nghĩ, ối trời, lời này của cô nghe có vẻ như ta ăn xong hoài Khánh lại ăn cô vậy. Lọt vào tai Nguyên Cảnh đế, ông ta sẽ hạ lệnh chém ta mất. Cậu đặt tay trước ngực trầm giọng nói, chuyện này liên quan đến hoàng hậu, chỉ điều tra ra một cung nữ cô đã làm lớn chuyện, đem tội danh giết phúc phi, hại thái tử đều đổ lên người hoàng hậu nếu sau này phát hiện hoàng hậu bị oan thì sao lâm an một mực không quan tâm lớn tiếng bảo ta mặc kệ ta mặc kệ thái tử là huynh trưởng của ta hứa thất an lúc này chừng nàng một chút tăng thêm ngữ khí gọi điện hạ lâm an lần đầu nhìn thấy thái độ này liền không khỏi tròn mắt giật mình nàng sau đó cũng thu liễm tính tình quay sang chỗ khác không cam lòng nói vậy ngươi nói phải làm sao hứa thất an nhỏ giọng đáp tiếp tục điều tra công chúa tùy cơ ứng biến là được lâm an hừ lạnh một tiếng hiển nhiên đối với kết quả này cũng không hài lòng nhưng cũng không có tiếp tục giở tính trẻ con hứa thất an ánh mắt sắc bén quay đầu nhìn tiểu công công bảo thu hoạch hôm nay tiểu công công nhất định phải báo cáo lại với bệ hạ nhưng nhớ phải nói ngắn gọn chỉ nói vụ án không nói cái khác hứa thất an trong lòng tự nhủ qua lại của ta và lâm an cũng mong ngươi tóm bớt nghe vậy tiểu công công có chút ngây người hắn lợi hại nghĩ nhớ đến lời cảnh cáo hôm đó của cha nuôi tuy tính khí của hứa đại nhân không tốt, nhưng trong lòng rất lương thiện, còn biết lo cho loại nhân vật nhỏ như mình. Nghĩ rồi hắn cuối người lớn tiếng đáp, hứa đại nhân yên tâm, nô tài chỉ nói vụ án, không nhiều lời, hứa thất an nở ra nụ cười nhẹ nhõm, tiểu công công này rất biết điều. Sau đó cậu lên tiếng can dặn, lát nữa ngươi đi tìm công công quản lý ngự dược phòng, từ chỗ ông ta đòi một danh sách ra vào ngự dược phòng trong năm ngày. Cậu nhìn thẳng mặt hắn bổ sung thêm, sau đó ngươi len lén tìm bảo vệ đối chiếu. Tiểu công công liền hiểu chuyện đáp, hiểu rõ.